Chào cả nhà nha. Cả nhà thấy bông này đẹp không cả nhà? Nằm ở trước cửa nhà mình nè. Đẹp chưa? Màu vàng. Rất là nhiều nha cả nhà. Không biết cái tên nó là tên gì nhưng mà nó rất là đẹp thấy không? Mình đứng ở trước cửa nhà mình. Đây là cái vườn bông nho nhỏ nha cả nhà. Vùng ngoại ô. Đường đẳng là cách nhà một căn nhà ở đằng kia hai căn, căn nhà thứ ba là căn nhà của mình đẳng. Giờ mình đi lại đây rồi. Quay cái vườn bông nhỏ xíu cho cả nhà mình thấy ha. Đẹp ghê chưa? Nhờ cái vườn bông hoa huệ của cái bà mà hồi trước mình hay nói đó. Bông huệ của bà nè. Đây cả nhà, miếng vườn này của bà nè, chồng bà chết rồi con bà nó ít có về cho nên nó cỏ quá chừng luôn nè, cỏ nó mọc lên lên láng luôn. Thì con bà về nó làm chứ còn bà mà làm gì, bà đâu có cầm cái máy cắt được đâu. Cả nhà thấy bông huệ đẹp ghê không? Đó. Nhà mình cũng có một lùm mà tàn hết rồi. Còn cái bông gì thơm quá. Hoa huệ thơm quá. Bông này không biết bông gì mà màu tím. Chắc bông tầm bậy quá. Này. Huệ của bả nè. Rất là thơm nha cả nhà. Ở nhà mình cũng có nữa. Nó nở có mà nó búp búp cũng có nữa nè. Đây nó chưa nở. Năm nay cây sari của bà cũng không có trái nữa. Năm nay ở bên Pháp này là không có ai có trái cây để ăn. Cây sari bà giờ còn có cái cây cái lá thôi. Giống như mình. Không có để mà ăn. Giờ mình đang đi vô cái đường hẻm này nha. À, cả nhà thấy cái bông này không? Màu tím nè cả nhà. Không biết cái tên nó tên gì. Nè quá chừng luôn. Quá chừng luôn nè. Dài 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 đẳng nè. Đó. Mà tím đẹp kia không. Đây là hoa cúc. Bà trồng hoa huệ quá chừng luôn nè. Hoa huệ lẫn hoa cỏ. Đây hoa màu tím nữa nè. Hoa màu tím nè cả nhà. Nay đi khám phá vùng nông thôn bên Pháp.
Giờ bắt đầu đi khám phá vùng nông thôn bên Pháp nha cả nhà. Cả nhà cùng đi với mình nha. Đây là cây hoa hồng cả nhà ơi. Cái lùm hoa hồng. Và cái lùm kế bên là cái bông này nè, tím này nè. Cả nhà biết không, mình tước. Tước nó xong rồi mình mai cái bọc á, mai cái túi vải á, cái bỏ nó vô, bỏ trong tủ quần áo á. Nó rất là thơm nha cả nhà. Cái này nè, cái này nó rất là thơm. Mới cài cây hoa hồng này coi nè, thấy hoa hồng thấy đẹp hay chưa. Nha cả nhà, thấy bông không, bông cúc thọ nha cả nhà nha. Còn đây là geranium, geranium màu hồng, bông cúc vàng thọ. Đây là bông cúc thọ hết nha, có hai bụi geranium thôi. Như cái bông này không biết bông gì, bông dưa. Cảm ơn sao ba, má quỷ sao sao lấy xin vé hả. Ouais. On a besoin, hein, parce que Ah oui. on aurait de la pluie. Ouais. Là cái bông gì đẹp quá cả nhà. Nhà mình thấy bông đẹp ghê không? Bà sớm mình sớm ngoài sau lưng. Đây cũng có cái bông. Vậy bà lại tủ này nè. Bà coi có thơ từ không? Đây. Đây cũng là vườn bông nho nhỏ ở vùng nông thôn. Nhà thấy về vườn bông nông thôn chưa? Cái này ở những người người ta làm việc cho Mary á, người ta trồng. Trồng cho nó đẹp đường phố và cả nhà. Nhà mình thấy cái đẹp không? Thấy vùng nông thôn của mình đẹp cơ chưa, chỗ nào cũng có bông hoa hết, thì người ta trồng á, những người ta làm việc ở cho Mary á, người ta đi trồng hoa, cắt cỏ rồi trồng bông hoa cho đẹp, đẹp phố. Nay mình dẫn cả nhà đi tham quan khám phá vùng nông thôn của mình. Ở nay trời nắng tốt cho nên là không có lạnh, mình bận cái áo phát thì tại vì mình sợ nắng nó ăn, nhưng mà nó ăn cái cặp giò mình thì được chứ nó không có ăn được cái cánh tay của mình với cái mặt mình đội nón. Nay mình bận 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 cái rip bận đầm á, đầm rồi đi khám phá vùng nông thôn để quay lên đưa lên cho cả nhà mình xem cái đất nước của Pháp, cái vùng của mình ở là như thế nào, và cho cả nhà mình cũng đều xem cái cảnh quang cảnh ở ở đây. Tại vì lâu lắm mà mình mới đi. Tại cứ hết lạnh thì tới mưa, mưa rồi không có nắng. Mấy tuần trước thì bệnh nằm ở nhà không có ra, rồi xong rồi tuần sau là bắt đầu nó trở trời lại, nó lạnh. Bữa nay là nó nắng ấm cho nên đi ra ngoài làm cái video cho cả nhà mình cùng xem vùng nông thôn ở bên Pháp.
chút xíu nữa là mình lại mình review cái căn nhà quan ngày xưa mà bây giờ thì người ta cũng đã mua nhưng mà chưa có về ở nha cả nhà. Mua rồi nhưng mà chưa có ở. Nhà mình thấy một cái cánh đồng kìa. Cái miếng cánh đồng này, miếng đất này chưa có ai làm cỏ hết nè. Nguyên một cái cánh đồng cả nhà thấy không? Đó là cái nhà xa xa là cái nhà của người ta mua rồi mà người ta chưa có ở cả nhà. Còn ở đây là hai cái nhà mua cái miếng đất này người ta cắt và đồng thời còn cái miếng đất này thì chưa có ai mua. Người ta chưa cắt cỏ, cỏ nó lên vịt sùm hết. Cả nhà thấy nắng quá chừng không? Đây là một cánh đồng bắp nha cả nhà. Một cánh đồng bắp. Thấy tốt hay chưa? Nhưng mà bắp này bắp của Tây nha cả nhà, bắp hột màu vàng. Nguyên một cánh đồng bắp luôn. Bao la. Bắp vàng chứ không phải bắp trắng như của Việt Nam mình nha. Ở đằng kia là nhà của người ta. Và trước mặt cả nhà, căn nhà, một cái căn nhà mà hồi trước mình hay nói với cả nhà là căn nhà này bỏ hoang. Giờ mình nghe nói là có người đã mua lại căn nhà này. Nhưng mà không biết là sao, chưa có về ở. Ở nhà mình thấy căn nhà không? Rất là lớn nha. Cắt theo cái kiểu này. Căn nhà này ở cậu ở 3-4 hộ gia đình nữa. Mà không biết là sao. Nay chục năm rồi. Căn nhà này cắt nay chục năm rồi. Mà nghe nói cái người mà mua cái này mà chưa lại ở, không biết có mua hay không, mình cũng chưa biết. Nhưng mà nếu ở trong căn nhà này thì trời ơi, nó buồn hiểu buồn hiu. Nhà này nó rất là lớn nha cả nhà. Rất là lớn. Cái đây là mặt sau nha. Còn mặt trước thì mình không có cái đường để mình vô. Tại vì đây nè, nó lên rừng rậm như vậy nè, không có đường vô. Đâu có người làm. Thì chắc mình nghi cái này không có người ở rồi. Bỏ hoang luôn rồi. Chắc nó cái người mà mua cái này chắc không có về để ở đâu, mà người ta mới khảo sát chứ người ta cũng không có mua. Mua cái gì đâu mà mua. Nhà như vậy ai mà ở trời buồn hiu. Ở lúc vô trong cánh đồng ruộng nè. Phải chi ở ngoài mặt đường nhà của người ta cũng không nói này, ở trong cái cạnh khu ruộng. Rồi cái mặt thì đưa các cái dây mặt trước ra ngoài sau. Mặt sau thì ra ánh mặt trời. Còn mặt trước thì không có ánh nắng mặt trời chói vô thì cắt như vậy là không có ai mà làm ăn được hết. Người ta lúc nào người ta cắt nhà hanh nắng quá. Người ta cắt nhà lúc nào người ta cũng cái cửa trước cũng đưa về mà hướng mặt trời mọc. Còn cái này cái cửa sau đưa về hướng mặt trời mọc. Đó. Nhà thấy căn nhà chưa? Lớn mà đẹp. Mà là không có người ở. Đây là một căn nhà vùng nông thôn. Nay là chục năm rồi. Không có ai tới ở hết. Đóng cửa bỏ hoang.
Ấy mình cái mặt trước nó không có cái đường lối dễ vô. Nó bít đường. Cửa sau không à. Ở đằng trước của ổng là người ta có cái căn nhà này nè, là trước mặt đường. Còn của ổng thì nó nằm ở sau, mà sau không có đường. Đây là cánh đồng bắp. Cánh đồng bắp bao la. Hôm nay người ta không có đem bò ra người ta thả. Phải người ta có thả bò mình lại mình review mấy con bò cho cả nhà mình xem, tại vì bò ở đây thì nó to lắm nha cả nhà, mà cái bầu sữa của nó kêu bằng quá trời luôn. Đó, ở đây rồi đằng đó, rồi lúc ở đằng kia trắng trắng đằng đó là cái sấm tre. Đó. Có mấy cây thánh giá đó cả nhà thấy không? Là cái sấm tre. Tất nhiên là cả sấm tre là tiếng Pháp, còn tiếng Việt Nam là cái nghĩa trang. Nghĩa trang của vùng Vambe, vùng nông thôn. Ở một một vùng thì nó có một cái nghĩa trang. Cứ một vùng là một cái nghĩa trang. Ở đây là vùng Vambe, nông thôn. Thì nó có một cái với một cái nhà thờ. Cả nhà mình thấy xa xa đằng kia có cái lá cờ của Pháp không? Lá cờ nó bay phất phơ đó là cái nhà của ông xã trưởng trẻ tuổi. Đằng đó là cái nhà đó là con trai ổng nay nó dẫn bạn bè nó tới nhà chơi. Bình thường lại. Không có đeo khẩu trang khẩu gì hết. Cả nhà thấy một cái cánh đồng chưa? Nguyên một cánh đồng ở cả nhà mình thấy không? Bữa nay là trời nắng, kêu bằng nắng. Nóng mình đứng ở trong ngay chỗ bóng mát rồi nha, chứ đứng ở ngoài thì nó nắng chịu không nổi. Ý là mình có đội nón và mình bận áo nha cả nhà, bận áo khoác á. Nhà đó là cũng quen biết với mình, cái ông đó tên là A Lan, ổng có hai con à. Ở đi học ở xa nay nó về. Xa xa đằng kia thì nghe tiếng máy cày. Một đồng bắp luôn nha, nó nằm tút 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 kia. Ở đây cũng vậy nha. Một cái cánh đồng này toàn là bắp không. Ở đây nó có bao trồng bắp rồi. Để mình chờ đợi nó có trái á. Nó có trái à, có trái là coi như là giữa tháng 8 là trái nó, cái hột nó bự rồi, nó to rồi. Nó cũng tháng 9 nó mới già. Còn giữa tháng 8 là nó cũng còn nó chưa có già. Mình sẽ đi chạy xe đạp mình đi bẻ ở đây một một mớ trái bắp để mà mình nấu ăn. Tại vì cái người mà trồng bắp này thì mình quen biết với mình. Thì cái chủ trồng bắp cánh đồng này á là cái thuộc về cái chủ mà trồng trái trái dâu tây luôn đó cả nhà. Đó. Còn trẻ tuổi nhưng mà rất là làm đam mê về nhà nông, cho nên á, một vùng này là của hắn ta. Rồi hắn ta mua đất rồi mướn đất nữa, hắn ta làm nhiều lắm. Rồi mướn cái miếng đất kế bên mình đó để mà trồng dâu nữa đó. Trời ơi, thanh niên mà nó làm quá chừng, có vợ có con, làm quá trời làm luôn. Cả nhà nghe tiếng chim không? Thì
cho cái video của mình tới đây thì cũng chào tạm biệt cả nhà hết nha. Bye bye cả nhà. Và hẹn cả nhà ngày mai ngày mốt có cái clip này đăng lên. Mong cả nhà ủng hộ mình nha. Thank you follow me. Merci, merci. I love you too much. Au revoir.